Xin chào các bạn. Samsung cùng nhà mạng AT&T mới đây đã chính thức công bố chiếc flagship siêu bền mới nhất của mình mang tên Galaxy S7 Active. Đây được coi là hậu duệ đời thứ tư thuộc dòng điện thoại Active của hãng điện tử Hàn Quốc, với đặc điểm chính là mang tính kế thừa về các tính năng cần thiết trên một dòng điện thoại nồi đồng cối đá, với lớp vỏ xù xì cũng như cấu hình xử lý thuộc hàng khủng trên thị trường. Và trong video này thì chúng ta sẽ so sánh chiếc Galaxy S7 Active với người tiền nhiệm là Galaxy S6 Active để cùng nhau tìm ra câu trả lời cho câu hỏi liệu hậu sinh có khả úy? Vâng, lại là câu hỏi muôn thuở. Đầu tiên thì như thường lệ chúng ta sẽ lướt qua về phần cứng với các số đo 3 vòng là 148,8 x 75,0 x 9,9mm cùng cân nặng là 185 cân gam. Chiếc Galaxy S7 Active sẽ có vẻ ngoài đồ con hơn so với S6 Active. Có số đo nhỏ hơn một chút là 146,8 x 73,4 x 8,6mm và cân nặng là 150 gam. Về ngôn ngữ thiết kế thì kiểu dáng của hai anh em cùng cha ông nội này đã có những điểm khác biệt dễ nhận thấy, như là Galaxy S6 Active tỏ ra nam tính hơn với các cạnh được vát rất mạnh, còn Galaxy S7 Active lại mang đến một kiểu dáng mặt trước bo cong khá tương đồng với chiếc Galaxy S7. Về chất liệu sử dụng thì giống như nhiều dòng điện thoại siêu bền khác, bộ đôi Galaxy S7 Active và S6 Active đều mang trên mình lớp áo bằng nhựa cứng sushi với những đường cơ bắp bằng cao su nổi rõ trên cả 4 góc máy và mặt lưng máy. Các cụm nút bấm được bố trí khá giống nhau trên cả hai thiết bị, như nút nguồn ở cạnh phải này, nút gọi khẩn cấp và âm lượng ở cạnh trái. Nút chức năng của Android được thiết kế cứng ở mặt trước. Tuy nhiên, Samsung đã trang bị cảm biến vân tay trên Galaxy S7 Active giúp bảo mật tốt hơn cho các binh sĩ trên chiến trường. Mặc dù mình không nghĩ là nếu thực sự các binh sĩ được trang bị sản phẩm này, liệu có đủ kiên nhẫn để lau sạch ngón tay mỗi khi mở khóa máy hay không, nhất là khi đang combat, bụi bặm, mồ hôi tay các kiểu. Màu sắc phân phối của hai chiếc điện thoại này cũng có điểm khác biệt. Bên cạnh hai màu chuẩn quân đội là xám và xanh camo thì Samsung đã thay đổi màu trắng như áo cô long trên S6 Active thành vàng hồng chuẩn men dương chưa tới trên S7 Active, giúp cho thiết bị trở nên hợp thời hơn và bắt kịp xu thế trên thị trường. Và mình thì thấy màu vàng hồng vốn đã cực kỳ nam tính rồi, lại kết hợp với vẻ ngoài mạnh mẽ của dòng Galaxy Active thì thật không còn gì tuyệt vời hơn. Nhìn chung về cơ bản thì chiếc Galaxy S7 Active to hơn nhưng lại có phần mềm mại và nữ tính hơn một chút so với Galaxy S6 Active. Còn về tổng thể thì cả hai đều toát lên vẻ chắc chắn, cơ bắp, đem lại một vẻ đẹp hầm hố và hứa hẹn bất cứ bố con nhà thằng nào mà gây sự với bạn sẽ phải ngán ngẩm khi thấy bạn đang thủ những chiếc điện thoại này trên tay. Tuy nhiên về phần cá nhân mình thì mình vẫn thích thiết kế của Galaxy S6 Active hơn. Tiếp theo là về màn hình, cả hai người anh em S6 và S7 Active đều sử dụng màn hình 5,1 inch độ phân giải Quad HD trên tấm nền Super AMOLED, cung cấp độ phân giải điểm ảnh nó là 576 PPI cùng độ sáng tiêu chuẩn lên tới 500 nits. Đây đều là những thông số kỹ thuật có trên các máy Galaxy S6 và S7 đi trước, nên những điểm mạnh, yếu đều được bê nguyên từ bộ đôi flagship này sang. Nhìn chung thì chiếc Galaxy S6 Active đã được chứng nhận là có màn hình tốt vào hạng bậc nhất trên thị trường năm 2015 vừa qua, nên chiếc Galaxy S7 Active cũng sẽ hứa hẹn làm nên chuyện trong năm nay. Giống với các chiến lược đã làm với Galaxy S6 Active, Samsung cũng bê nguyên luôn cụm camera của bộ đôi Galaxy S7, S7s lên chiếc S7 Active này. Cụ thể là Galaxy S7 Active được trang bị camera chính 12 megapixel khẩu độ f1.7 cùng công nghệ dual pixel độc quyền. Còn Galaxy S6 lép vế hơn với camera chính 16 megapixel, số to hơn nhưng mà vẫn yếu hơn, thế mới khổ, khẩu độ f1.8. Do đó, cuộc chiến về camera trên hai chiếc điện thoại siêu bền này là vô hình chung đã trở thành cuộc đọ hàng giữa hai chị em Galaxy S6 và Galaxy S7. Với những cải tiến đáng kể về cả phần cứng và chất lượng hình ảnh trong nhiều điều kiện đã được chứng nhận của Galaxy S7, khi so sánh với đàn chị S6 thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng chiếc S7 Active chắc chắn có thể làm điều tương tự với Galaxy S6 Active. Về sức mạnh xử lý thì tiếp tục là một ván đấu với kết quả đã được dự báo từ trước, đơn giản bởi Samsung tiếp tục áp dụng phần cứng trên flagship đầu năm của họ lên hai mẫu điện thoại này và không hề có một sự khác biệt nào khác. Cụ thể với cấu hình tiêu chuẩn trong năm nay gồm chip Snapdragon 820 này, RAM 4GB LPDDR4 này, Galaxy S7 Active hứa hẹn sẽ tiếp tục đè bẹp dí Galaxy S6 Active với phần cứng xử lý bao gồm con chip Exynos 7420 và dung lượng RAM 3GB đã một năm tuổi trong các bài test hiệu năng. Điều này cũng đã được kiểm chứng qua so sánh giữa hai chị em Galaxy S7 và S6 đi trước. Về pin thì sao? Dòng Galaxy Active luôn là niềm tự hào của Samsung bởi khoản pin châu bò, và chiếc S7 Active cũng làm nên điều tương tự với việc trang bị dung lượng pin lên tới 4000 mAh. Bản thân chiếc S7 đã có pin dung lượng tương đối tốt rồi. Mình sẽ chẳng ngạc nhiên lắm khi mà S7 Active sẽ tiếp tục tỏ ra lấn lướt so với dung lượng pin chỉ 3500 mAh trên Galaxy S6 Active. Nên nhớ rằng chiếc Galaxy S6 Active đã sống sót hơn 18 giờ đồng hồ trong bài kiểm tra xem video liên tục. Thế cho nên là các bạn hãy chuẩn bị tinh thần thật kỹ trước khi mà mình có được một chiếc Galaxy S7 Active và làm video kiểm tra pin cho các bạn xem. Về giá bán thì sao? Samsung Galaxy S6 Active được khởi động với mức giá đề xuất là 600 đô, còn chiếc Galaxy S7 được đặt lên vạch xuất phát với mức giá 700 đô. Có thể thấy là chiếc S7 Active đắt hơn hẳn 100 đô so với người anh em cùng cha không nội của mình. Cũng dễ hiểu thôi, bởi những nâng cấp trên S7 Active so với người tiền nhiệm là không hề nhỏ. Phần cứng xử lý mạnh mẽ hơn, camera xịn hơn, pin trâu hơn, màu sắc vàng hồng chuẩn men hợp với thời trang trong một thiết kế mềm mại nhưng mà vẫn giữ được nét xù xì đầy gân guốc vốn có của dòng điện thoại Active. Tuy nhiên hiện tại thì chiếc Galaxy S6 Active đã trượt giá không phanh trên thị trường và bạn hoàn toàn có thể sở hữu một em với mức giá chỉ chưa tới 6 triệu đồng tại Việt Nam mà thôi. Do đó với những bạn trẻ thích phượt hay là du lịch dài ngày hay là cần một cái dụng cụ để phòng thân chẳng hạn thì S6 Active xứng đáng là sự lựa chọn lý tưởng bởi mức giá dễ chịu này, phần cứng vẫn thừa mạnh trong xử lý công việc hàng ngày cũng như khả năng sống sót cao trong điều kiện khắc nghiệt. Trên đây là một số so sánh nhanh của mình xung quanh hai người anh em Galaxy S6 Active và S7 Active của nhà Samsung. Hy vọng các bạn thấy có ích. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.